Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ chia sẻ về sự khác nhau của hai loại củ qua rừng mà trên thị trường hiện nay đang bán. Bên chúng tôi có cung cấp hai loại này, nhưng khi khách hỏi củ qua rừng, chúng tôi sẽ chỉ ra rõ hai loại này khác nhau như thế nào. Hai loại này về hình dáng cũng như loài và chi là khác nhau, gọi tên là mướp rừng hay củ qua rừng bởi vì mỗi nơi có dùng cái tên dân gian để chỉ cho một loại thảo dược cụ thể. Củ qua rừng được chia ra hai loại. Một là một loại giống trái khổ qua nhưng trái nhỏ hơn. Còn loại thứ hai, người dân cũng gọi là khổ qua rừng, nhưng thực tế đây là loại quả của loại dây cứt quả. Loại này trong y văn Việt Nam tôi tìm thì không có, chỉ thấy ở trong những bài thuốc chữa rắn cắn được chia sẻ dùng lá của loại này để giải độc. Và một bài thuốc được nhiều người biết đến khi dùng lá của loại này kết hợp với hạt mã tiền để bó cho người bị tai biến. Cách này được nhiều báo chia sẻ nhưng hiệu quả thực sự vẫn chưa ai lên tiếng. Riêng hạt mã tiền là loại hạt cực độc, nếu quý khách có dùng thì thận trọng. Chúng tôi không kinh doanh dây cứt quả vì thực tế loại này mọc rải rác ở miền núi mà gửi đi rất dễ hư hỏng trong quá trình vận chuyển bởi vì đây là hàng tươi. Thực tế loại này không chỉ có mọc ở miền núi. Đợt tôi đi Bến Tre là có thấy hàng rào người dân vẫn có loại dây cứt quả. Dây cứt quả có tên khoa học là Gymnopetalum. Tôi có search nhiều nghiên cứu hay là cách sử dụng ở các nước, chủ yếu ở Ấn Độ, loài này rất là nhiều. Ứng dụng trong y học cổ truyền, chiết xuất nước từ trái của dây cứt quả cho thấy hạ đường huyết, chống tăng đường huyết. Chúng tôi kinh doanh loại này từ năm 2013 và quả của loại này rất là nhiều khách hàng dùng cho bệnh tiểu đường. Còn nghiên cứu về loại này rất ít vì nó không có phổ biến. Về vị đắng của loại này thì nó rất là đắng, đắng hơn nhiều so với loại khổ qua rừng, cái loại mà tôi chia sẻ ban đầu. Ở nhiều nước Đông Nam Á có nhiều tên khác nhau, tôi có add cái thông tin, cái tên ở sau lưng tôi. Và công dụng ở mỗi nước cho thấy mỗi cách sử dụng khác nhau. Ví dụ như có nơi trái mà chưa chín của cái loại dây cứt quả được làm kẹo và sử dụng gia vị. Ở Việt Nam, lá được sử dụng làm rau. Về mặt y học cổ truyền thì trợ chống thấp khớp và bệnh về mắt. Nên thực sự cái loại về dây cứt quả này là đây là một loại thực vật mà rất là ít được nghiên cứu, chủ yếu là sử dụng trong dân gian và tùy từng cá nhân họ sử dụng nó như thế nào. Tại Chân Con Tâm thường gọi cái khổ qua rừng là cái loại này. Tôi thông tin đến quý khách hàng là biết đó là loại đông y gọi là dây cứt quả, Việt Nam mình gọi là dây cứt quả, và cái tên khoa học nó là Gymnopetalum.